mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, nhân dân ta tự làm chủ vận mệnh của mình. Tên tuổi của nước Việt Nam ta lại lừng lẫy khắp năm châu bốn biển. Cùng với cả nước trong dòng lịch sử ấy, Vĩnh Long đã có những ngày thắng lợi vẻ vang. Phim tài liệu Vĩnh Long, những ngày tháng 8 lịch sử, phát sóng lúc 16h15 phút thứ Hai, ngày 22 tháng 8 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời quý khán giả đón xem.